Áo này tương tự như một giấc mơ thế nhỉ. Ôi ôi, ông anh. Nani? Gì? Sao hôm nay anh lại ngồi đây để bán? Bán hộ ông Tùng. Nay ông đi chơi đâu vậy? Anh Long, anh làm gì đây đấy? Tao bán hàng cơ. Thầy bán hàng đấy. Bán hộ ông Tùng cơ. Bảo sao sáng sớm không thấy đâu cả. Gọi anh mãi không thấy. Em đi từ đằng sau lên ấy. Em bảo, em đi à? Hôm sau hôm nay ông anh mình ăn quả mặc quả áo hoa hòe à thế nhỉ? Xong đến gần gần lại thấy, có thể là dâu hình như là mới cạo. Em lại tưởng ai ấy. Sáng nay bố tìm anh, em tưởng là anh lại trốn đi chơi, ăn hại. Nope. Tao đi chơi với gì tao phải trốn. Nha, tao đi đường hoàng chính chính cửa sau. Nhưng mà anh bán hộ này là bọn em vẫn được ghi sổ chứ. Tính mày phe đi thế. Vâng. Ngồi luôn. Em lấy nước luôn nha. Ô lấy đi. Có phải quán tao đâu mà tao tiếc. Ăn đi này, nước đây. À. Chai này hơi vơi. Thôi lấy chai này. Ừ, chai này vơi hơn. Có dùng gì? Không. Toàn đồ đệm. Thế mà cứ làm cho cái làng này như cái thành phố nhà mày ấy nhỉ? Chả thế sao? Tút 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 về thành phố đây. Không đây. Nhưng mà tao thật đấy. Là hôm nay không biết thằng Toàn biết nó đâu. Cái mặt nó đang ở đâu rồi? Đầu mày làm sao đấy? Hôm trước nó đã bảo là nó đi ăn cỗ rồi. Tí nữa nó ra còn gì. Thế mà bảo mày nó có bảo tao đâu. Mà thằng Toàn Tít này mà đi ăn cỗ ấy, kéo ăn hết phần người ta mất. Mấy khi được đi ăn cỗ, tranh thủ mà hốc đi còn gì nữa. Nhưng mà nó ăn no cái bụng của nó rồi thì không biết nó có mang phần về cho anh em mình không nhỉ? Theo tao đánh giá thì thằng Toàn Tít nó là một con người tốt bụng. Ừ. Nhưng mà tốt bụng ở đây có nghĩa là tốt bụng đây này. Ừ. Nhưng mà mày giàu rồi, mày thèm gì mấy cái của như thế nhỉ? Mà mày giàu rồi thôi, để bọn ăn hộ cho. Mày ngáo à? Tao có giàu thế nào thì chúng mày có đồ ăn như thế, mày chia đều ra để mà ăn chứ. Tao ấy, giàu thì giàu thật, nhưng mà nhà tao ít khi đi ăn cỗ. Người ta bảo là lấy của nhà giàu chia cho người nghèo. Thôi, ăn làm gì, ăn lắm thành con lợn. Nhà chúng mày thì nghèo đến kém nhà tao mấy. Này, ý hai đứa mày là ở nhà tao cho hai đứa mày ăn thiếu ăn thốn à? Chả thế thì sao, em toàn là trách của em đấy. Thế thì em mới gầy như này, không là sao em gầy. Anh nhìn anh đi. Hỏi bố mẹ mày. Anh nhìn xem đồ này em có hốc hác không. Ô kìa, bạn mày kìa. Lại được mâm rồi. Này, mày không vào đây à? Không, tao bận lắm. Ô này, kia. Vào đây uống nước đi, chịu gió đã. Có giấu gì đây? Toàn đồ linh tinh thôi mà, có gì đâu. Cầm nem trên tay thì kia mà kêu không có gì à? Mang vào đây, nhanh. Thế thôi, cứ ở đấy đợi tao tí, tao phải cất đồ xong tao ra. Ô này, kia kia. Bạn bè mà giấu à? Kia, bạn này nó gọi kìa, mang vào đây. Nope. Thôi, chẳng thua. Bạn đấy bè. Đấy, xem lại cái tình bạn chúng mày đi. Thế mà kêu á, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Úi giời ơi, có ăn á, tao mang với tao hốc một mình. Tưởng nào. Nhưng mà chỉ thấy bên ngoài thôi chứ làm sao mà thấy được cái lòng bên trong bây giờ mới biết. Lòng bây giờ chỉ xào với giá là ngon thôi cô em à. Anh chân lòng xào dưa à? Chỉ có tao là tốt với mày thôi. Mày thế vẫn còn thơm nguyên, không là mất hết với bọn này. Biết thế ở nhà xem TikTok còn hơn. Mày xem gì? À, mà dạo này ấy, tao ở nhà ấy, tao lại nghiện cái món TikTok. Bởi vì tao phát hiện ra một cái kênh gọi là giới trẻ hiện nay. Đấy là, đây là, cho xem. Rất nhiều video ý nghĩa luôn nhỉ. Đấy. À, cái kênh đấy gì? Tao xem suốt. Cái kênh này được triệu view này. Tao follow rồi. Có cái video này. Tao là fan cứng đấy, đừng có đùa. Video nào tao cũng phải tìm đấy. Ô, nghe bảo nha, cái kênh này ở trên YouTube nhá. Nhưng mà nghe bảo, nhưng mà cái kênh này tao nghe bảo ở trên YouTube nhá, vừa mới lập thôi mà đã được hơn 10.000 người đăng ký rồi đấy. Bởi vì ấy,
Bởi vì ấy, làm rất là nhiều những cái tập phim mà ý nghĩa mà lại còn cho giới trẻ hiện nay. Và rất là những cái đứa nó tầm này thôi. Nhưng mà có thằng nào thì chưa ăn khoai giống mày phết. Điên à, em chưa bao giờ ăn khoai. Sống em bao giờ ăn khoai nhà em mày, có điều kiện không anh ăn. Nhầm rồi, em xem rồi. Cái đấy có cái tập gì mà cái thằng nó bị đuổi đánh ra khỏi nhà ấy, nó cũng vơ vơ cái này này. Mày xem lại link cho anh em ấy. Xem nó chán nào. Có khi nào là anh em xin thằng kia phát cho tao tí wifi đây, hôm qua mới đăng ký mạng gì nữa. Anh chưa xem à, em mà biết. Kìa, người anh em chỉ cốt xuống mày đến kìa. Này, này không có gì đâu. Đợi có lâu không? À, cũng bình thường thôi. Ngồi đây. Thôi, chả dám nhận bạn bè gì đâu. Ngồi đi. Bọn tao thì ngồi đây cũng chỉ chém gió, nói chuyện vớ vẩn thôi. Chứ có ai được ăn đồ ăn ngon đâu mà biết. Có ai được ăn đồ ăn ngon ăn một mình ở nhà đâu mà biết. À, có cái gì đâu, toàn đồ linh tinh thôi mà, ta mang về cho con chó. Linh tinh. Mép với con dính thịt đi kìa. Chả biết là cho chó hay là cho người ăn nốt. Cẩn thận lại có thằng mọc đuôi ấy mà. Vừa mới về làng đã đành hành. Thôi, ngồi uống nước đi. À, nani? Ôi, chắc là nó đói, dạo này ông Long ông cáu không có cho nó ăn đâu, nhịn mấy hôm nay rồi. Ê, tại mày làm sao đây? Ê, mày làm sao đấy? Ai phải biết được. À, đói quá. Thế làm sao bây giờ? Toàn nhà mày có gì ăn không, mày lấy cho nó ăn với. Hay ăn tạm bim bim nhá. À, không ăn đâu, ăn thịt cơ. Ơ, con này diễn à? Thôi, bây giờ cứ nhấc nó về nhà hàng Toàn đi. Không gì thì cũng ăn cơm nguội nhá. À, đây 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 đây, dạy đây dạy. Cái túi đồ ăn vừa nãy của mày đâu, mày lấy ra cho nó ăn đi. Ăn thịt cơ. Thôi mày đưa nó về đi, nhanh lên, nó ngất chết ra đấy bây giờ. Đưa nó về đi, đây tao cầm cho. Thôi, đưa về nhà mày đi, nhà mày gần nhất rồi. Đưa nó về đi. Cầm tao điện thoại kìa. Ôi giời ơi, ôi giời, anh tội bác quá rồi ơi. Anh chỉ nuôi để cho mày nhìn đói mấy hôm nay. Không khác gửi tiền nha. Cố lên. Cố lên. Ê. Này. Cố lên. Toàn. Nhà mày có gì mà lấy nó đi? Nó đói sắp chết rồi. Nhà tao làm gì có gì đâu mà ăn. Tại sao nó không có gì? Người mày như này bảo không có gì. Cái túi lúc đấy mày chạy mang về ạ. Đây. Nhưng mà cái túi đấy là ai? Nhưng mà mày không làm được gì. Bác cả, vào việc, tao mày đi tìm. Nhanh lên. Chị là tao á. Nhà tao mà. Đi tìm đi. Tôi có nó. Mission failed. We'll get him next time. Bảo là không có cái gì đâu. Không phải ở đấy. Đã bảo là không phải ở đấy rồi. Mày cứ tìm đấy. Cả thằng kia nữa. Nope. Bảo không có. Làm gì có chuyện không có. Mày giấu đâu. Đã bảo trong này không có cái gì đâu. Hôi lắm. Bảo không nghĩ là không có gì. 2 hours later. Cái túi sáng nay mày cầm về đâu? Đấy là cái túi rác tao để ngoài. Tao đâu ngoài hồ xí ngoài cơ. Đi lấy đi. Đi. À.
Đây này, túi tao lấy, tao để ở ngoài xuống bò mà. Nani? Sao toàn lá vậy? Lá vậy? Tao cầm đây là phải mang giò, mang nem, mang thịt về. Chứ không phải là cái lá này. Thì đã bảo là tao mang về tao cho bò ăn. Hôm nay đi ăn cỗ muộn, đến đây có một cái nem cầm về. Cái lá này thì để cho bò nó ăn. Thế mà lúc nãy còn cầm nem ăn bùm bèm. Thì đấy, được có một cái đấy thôi. Cứ tưởng là được cái miếng gì. Tốt nhất là về. Ôi giời, thôi không diễn nữa, về. Đi về, hy vọng gì cái thằng Sibango này. Sao chúng mày quả đáng với tao đấy? Cứ tưởng chúng là con vịt. Tao không tin. Mà rõ là vịt. Khác gì mình đi dọn nhà nó đâu mà. Tao còn tốt tính nó rửa bát sẵn cho nó cơ. Tao còn chưa kêu thôi. Tao không tin đâu. Mình nghi ngờ thằng này lắm. Tao thì cũng thế. Nhưng mà rõ ràng là vừa nãy tao thấy nó cầm một cái túi bóng rõ to. Và chắc chắn cái túi bóng đấy nó không thể nào là nguyên cái món đồ đấy được. Nó sẽ là rất là nhiều món. Hay là nó ăn hết rồi. Không thể nào. Mày không thế ấy. Cái lúc mà nó đi về ấy, nó đi ra luôn. Mà thế có cách đâu bao lâu đâu. Thế là nó giấu đi. Tao có ý này này. Tao đang thấy không? Tao biết thấy mà. Chó. Phải không? Mày là con của chó à? Rồi. Mấy mà mình nhanh trí giấu đi được, không để hết sạch đồ ăn. Kể ra thì mấy thằng ấy làm sao thông minh bằng mình. Mông, mày nghĩ tao ngu mày à? Tao không có ý đấy đâu. Đúng là khôn ngoan đến mấy cũng không lại với rời mà. Chưa chắc đã thông đâu. Đi đưa anh ăn đây. Không có cái gì đâu. Ủa? Tự giác đi. Lòng xào dưa. Tốt nhất là mày nên ngồi đấy đi. Đồ ăn của tao mà. Mày có đồ ăn ngon mà mày giấu bọn tao. Bây giờ một là nghỉ chơi một tuần. Hai là nhìn bọn tao ăn thôi. Ngồi yên ở đây. Thế cho tao ăn với, tao ăn một miếng thôi. Miếng á? Còn lâu. Ai ăn của tao cơ mà. Miếng thôi. Ta chụm đế.